Em kính chào anh em, chào các bác. Tiếp tục thì hôm nay em lên một cái cấu hình karaoke gia đình tuyệt hay cho anh em nhé. Ngoài những cái sản phẩm mà em giới thiệu cho anh em về loa 601C3, 601C2, Volvo, và hôm nay thì chúng ta sẽ đi với một cái bộ combo với một cặp loa full ha. Ngày hôm qua em đã làm chi tiết cho anh em rồi, thì hôm nay cũng như em sẽ ghép một cái bộ tuyệt vời cho anh em nghe nha, với mức đầu tư khá là tuyệt ok anh em nha. Rồi thì cặp loa chính là cặp loa LS em nha, LS8 anh em nha, LS8 đây. À, em đã bắt nó lên ha, LS8. Rất đẹp, anh thấy là nó gọn hơn cả con bầu 301 AV monitor. Nhưng mà nói về chúng ta nói về cái chất hoặc là cái công suất thì hai em boss 301 AV monitor không có cửa với một em LS anh em nha. Đấy. Rồi, đó là một cặp loa 14.500. Một con trầm Yamaha SVW 800 cũng 14.500, là hai sản phẩm này là 19 triệu rồi nhá. Sản phẩm thứ ba là một con đẩy ha, của Crown chạy Class D CTS 1200. Con này hôm nay em test cho anh em khá nhiều cặp loa lên đường vì em này rồi, quá hay anh em nha, 9.500 ha. Và hôm nay mang đến cho anh em là một cái bộ, hôm nay mình chưa, chỉ có mới bán vang test vang, hôm nay lên cả cái bộ mic CAVS T4i, cả một combo của CAVS hàng chính hãng công ty nhập khẩu và phân phối Nhật Hoàng anh em nhé. Nhật Hoàng là công ty nhập về lo bot đấy em nhé, lo bot, đôi bot mới bây giờ chúng ta hàng chính hãng là của Nhật Hoàng đấy nhé, để cho anh em biết của cái nguồn gốc của nhà nhập khẩu. Thì bộ này thì cũng như em đã nói rồi, vang là 3 triệu, mic là 3 triệu, cả bộ thì chỉ có 5.800.000. Vậy anh em cộng lại nguyên một bộ là bao nhiêu, em tính sơ bộ hàng này là 5.500.000 đi, 5.500.000, 9.500.000 là 15 triệu ha, 15 triệu với 29 triệu, 15 triệu với 29 triệu là bao nhiêu anh em, 44 triệu ha, 44 triệu, 44 triệu. Rồi chúng ta nếu mà cho chẳng đi 50, con màn hình này là 6.800.000 màu đen, thì mình em lấy hết cả bộ đi, bán khuyến mãi cho anh em một cái màn hình này 6 triệu đi đó. Không xé lẻ nha, xé lẻ thì nó sẽ giá nó sẽ giống như lẻ em nói. Còn này em lấy hết, vừa loa, vừa vang, vừa mic, vừa đẩy, vừa sub, màn hình thì em sẽ tính cái màn hình 6 triệu thôi. Chả như tổng cộng cái bộ vàng này, anh em nếu lấy hết nguyên bộ anh em đã tiết kiệm đâu đó khoảng gần 1 triệu rồi. Tại cái bộ này em đang là 5.800.000 tiết kiệm 300, con này tiết kiệm 800 là thành 1.1 triệu rồi, đúng không? Đó, là như là 50 triệu dọn dạng, đúng 50 triệu cho một cái bộ karaoke gia đình cao cấp. Còn anh em nào không lấy màn hình thì chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta xài Smart TV ở nhà. Nhưng mà Smart TV ở nhà đang hát cái quảng cáo hoặc bật ra cái bài, cái quảng cáo cái đùng nó lớn lên là mình khó chịu liền anh em. Nhưng mà với cái màn hình Tomco 22 inch này qua tay của em thì em làm nó chạy một cái phần mềm y như là YouTube ha, nó là YouTube qua phần mềm của nó không còn quảng cáo, nó giống hệt luôn anh em. Nếu mà hôm trước em làm cho anh em là cốc cốc nha, cốc cốc thì anh em vuốt như vậy nó không chạy được, không tìm kiếm được, nó sẽ mất. Nhưng con này là nó y như một kênh YouTube bình thường, nhưng không bao giờ bị quảng cáo, độc quyền ở shop em mới có ha. Đó, anh em thấy không nè, ai dám làm, có mình em thôi. À, phần mềm ha, đấy, rất là ok chưa. Đó, khi chúng ta ví dụ về mẫu nhỏ volume lại xíu ha, đấy, giới thiệu bấm qua này hát thấy không, không quảng cáo gì hết nè. Đó, thoải mái chơi y chang như con này, tìm kiếm giọng nói đầy đủ hết đó, anh em thấy không. Rồi, về màn hình là ok rồi, sản phẩm rồi. Và hôm nay thì em đáng nói đây là một cái bộ vang mic của CAVS này. À, ban đầu anh em nhìn đó, ô này bình thường quá, không có gì đã nói trội. Nhưng đây, mic và vang thì giá nhập hàng công ty thì nó bằng với lại DB Coutip hoặc là Gutin. Nhưng mà em đang nói chuyện với anh em là cái mic nó xa nó khoảng 2-3 tấc mà nó vẫn vô bình thường. Em đang đứng kế cái màn hình đây, và cái loa full anh em nhé, đây loa full, đây em đứng đây, camera đây, anh thấy không, này có 1 mét thôi mà loa full nha. Thường là DB câu tít là nó đã hú rồi nha, con này không hú anh em, mà giọng rất là tốt, cực kỳ chưa. Em alo anh em nghe thử nha, liền 1 2 2, tín mít rất là nảy, giọng trung âm rất là nảy và sáng, liền 2. Có một cặp thôi anh em, một cặp full anh thấy không, một cái phòng 40m2 em nó nuốt chửng luôn, khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Đó, tại vì ghép xong rồi test lên cho anh em cảm thấy nó quá ok thì giới thiệu cho anh em ngay, chứ mình không phải là quảng cáo sản phẩm hay là mình so sánh sản phẩm gì đây,
nhưng mà mình cảm thấy với cái dòng tiền này quá là ok. Tay mít, nếu anh em cầm ra tay mít, con này là vị tím này, giống một Bayer anh em này nói đấy, vị tím đấy, Bayer DB cũng thích, cũng vị tím của Bayer đấy. Đó, nhưng mà giá này là giá hàng neo, đâu có mắc hàng bãi nhiêu, mấy trăm ngàn, bảo hành 12 tháng, chất lượng hơn rất nhiều. Anh em dạy gì chơi hàng bãi ba cái Bayer đó chi, cứ theo em chơi bộ này đi anh em. Đó, chơi mít này đó, không DB con tít thì chúng ta chơi CBS, không CBS chơi Gutin. Những hàng công ty em sẽ mua về em test thử hết, cái nào ok mới dám giới thiệu anh em, không ok không dám giới thiệu đâu. Tại vì không ok giới thiệu anh em chơi không được, anh em quần em là xỉu luôn á, đó. Đó là nói thiệt ha. Anh thấy ok chưa, nguyên bộ vàng luôn cả màn hình là 50 triệu, còn anh em không lấy màn hình thì là 44 triệu. Alo cho anh em nghe phát này. Lưu 1 2, quá phê, quá êm luôn, chống hú rất tốt nha. Không phải là nó chống hú mà cái cắt tần số này của con này nè, mic rộng và giải equalizer nó rộng, em chỉnh nè, quá là êm luôn đó. Rồi thì em hát cũng hơi dở ha, mong anh em thông cảm, em làm một đoạn xong chúng ta sẽ mở nhạc nghe thử anh em nhé. Em đang mở âm lượng rất là lớn, hát trong phòng thoải mái anh em nha. Làm sao em quay camera tại thường là người ta sẽ đặt camera khác đây, đây nè, từ cái khoảng cách này về mà nói chuyện nó còn vào, nên thấy là cái nội công nó hút rất là khỏe không đấy. Đó, nó khoảng xa xa cái miệng của chúng ta hai tấc. Rồi có một cái điều nữa là anh em thấy là mấy ông bán lo kẹo hay mấy ông bán karaoke toàn là mấy ông quay vô cái người hát luôn, là quay cái mặt mình hát ấy, để điện thoại phía trước và đứng sau cái bộ vàng thì đố mà nó hú. Không ai dám làm nghe mà đứng kế lo mà chỉ kêu hú này thì đứng chắc chắn chỉnh không được là nó sẽ hú. Còn đứng sau cái vàng thì nó cắt mất tiêu cái dãy trên, dãy mic và bếp, dãy trên dãy mic và dãy trép nó đi thẳng mà nó đâu ra phía sau. Cho nên nó đâu có hú nữa nè. Đó, đó là mấy ông không giống em. Có em là em hay ba làm lo kéo cho anh em là hay đứng phía trước, tại vì khách hàng của chúng ta hát là khách hàng đứng phía trước chứ khách hàng không đứng phía sau. Đứng phía sau cái lo sao hát? Hát nghe đâu có đủ đâu mà hát. Không, mấy ông bán kéo kéo cứ đứng chị ông test lấy gì nó hú, hoặc là đứng ngang cái lo, đứng nói chung là cắt được cái tần số trép với mic mới đưa vô cái micro, làm sao mà hú. Dám đứng kiểu này thì chết đấy. Đó, làm không tới là hú chắc luôn anh em đó. Cái bởi vì cái đồ mà nó hay hay không là còn do mình chỉnh cho anh em nha.
thì đồ xịn nó sẽ đỡ hơn một cái là mình chỉnh nó ít ít có cực, còn đồ dở dở ngồi canh chỉnh mệt lắm, lâu lắm nha. Đấy, thấy mic rất là xa không? Đấy. Đó. Vậy mà nói còn vô là từ nè, từ cái camera em để ngang với cái miệng em mà cái mic nó xa vậy nè. Mà nói nó còn vào đấy. Em biết cái nồi công hút của mic. Bộ này rất là ok, em thấy tuyệt vời luôn. Trong cái tầm tiền anh em chơi. À, mic 3 triệu, vang 3 triệu, anh em lấy một bộ vậy là 5 triệu 800 ngàn. Đó. Ha, à, có tặng dây kết nối cho anh em đủ dây ba lăng ra V và dây quang rồi. À, giá hợp lý đó em nha. Vậy chúng ta chơi thôi. Rồi bây giờ em sẽ tắt mic, mở nhạc anh em nghe thử nha. Anh em muốn review mic non top dựng test đoạn nha anh em nha. Đó. Thì với bộ này anh em ráp cho gia đình thì quá ok rồi, em không có gì để bàn nữa nè. Rất là tuyệt rồi. Ha. Đó, tắt cái này đi, thấy màn hình chơi khỏe không? À, giống như clip hồi trước nãy em quảng cáo cho anh em là nó rất là nhiều cái tính năng mà chúng ta chơi, chúng ta cần ha. Đó. Đấy. Chill and bass ha. Đấy, chill bass ra ngay. Volume mic em dặn mới tới đây rồi, nó chưa có nhiều anh em nha. Rồi, rất là ok ha. Với con vàng này anh em yêu hãy alo nghe cho em. Và giá là bao ship nếu chuyển khoản đủ cho em, ship cọc cọc 20% giúp em. Em không bao ship thiếu còn em nha. Dạ xin chào.